Bà Dịa, Vũng Tàu vào nhà dân giữa ban ngày trộm tài sản hơn 1,4 tỷ đồng. Ghi nhận trên báo Thanh Niên ngày 20 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Đức, Bà Dịa, Vũng Tàu điều tra vụ nhà dân bị kẻ gian đột nhập trộm tài sản trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 19 tháng 8, kẻ gian lẻn vào phía sau phá cửa nhà chị N.T.T.Q. 37 tuổi, ngụ khu phố Hồng Lan, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức đột nhập trộm tài sản gồm tiền mặt, nhẫn trang, nhẫn kim cương, tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Camera trong nhà nạn nhân ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc áo thun, đeo khẩu trang và găng tay màu tối đi vào căn phòng. Sau đó, người này ra khỏi phòng cầm theo một bao màu đen, hiện trường cho thấy cửa sắt sau nhà của nạn nhân bị phá, căn phòng bị lục lọi khắp nơi, người đàn ông chỉ lấy tài sản, còn giấy tờ đất đai của nạn nhân để lại hiện trường. Trước đó, lúc 13 giờ 48 cùng ngày, camera an ninh trên đường Hoàng Hoa Thám, thị trấn Ngãi Giao ghi nhận, một người đàn ông trên dưới 50 tuổi mặc áo thun, đeo khẩu trang, chân mang dép đi từ hướng quốc lộ 56 vào nhà nạn nhân người đàn ông này được cho là nghi can vào nhà nạn nhân trộm tài sản trên